Dạ, xin chào các anh chị Trong cái video này, em trả lời một câu hỏi Mà câu hỏi này, bên chị bình luận hỏi em rất nhiều từ hôm Tết tới giờ Bên chị bình luận hỏi em là nguyên nhân vì sao cây mai của mấy anh chị nó bị cháy lá Rồi cách khắc phục như thế nào để cho cây mai mấy anh chị nó, nó tối ưu nhất, bộ lá nó đẹp nhất Và không có hiện tượng bị cháy lá như vậy Thì trên cái video này em chia sẻ bằng cái kinh nghiệm của em Gửi đến cho mấy anh chị xem khi mấy anh chị xem qua video rồi mấy anh chị suy nghĩ lại rồi mấy anh chị chăm sóc cây mai nhà của mình phạm phải cái sai lầm nào mà dẫn đến nó bị trái lá như vậy ha thì à, mấy anh chị thương em thì hãy bấm tặng em một like để em có cái động lực ra nhiều video hay hơn thực tế hơn gửi đến cho mấy anh chị xem thì cũng như cái lời em hứa trong cái năm vừa qua thì năm nay những cái gì em biết em bón phân phun thuốc và xử lý chất trồng như thế nào thì em cũng đều đăng lên để cho anh chị em mình cùng nhau phát triển rồi anh chị nào mà chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký khi bấm đăng ký xong rồi mấy anh chị nhìn lên trên cái màn hình dắt bên tay phải gặp cái chuông rồi mấy anh chị bấm vào cái chuông đó rồi bấm vào cái hàng chữ chọn tất cả thông báo để khi em ra video mới nhất á, thì YouTube nó sẽ thông báo lên cho mấy anh chị biết những video mới nhất từ em cái kênh youtube của em là cái cô chú anh chị lớn tuổi đăng ký là nhiều còn những cái bạn trẻ những anh chị mà còn trẻ đó thì cái lượt đăng ký nó thấp bởi vì những cô chú lớn tuổi và những anh chị lớn tuổi thì nói về sử dụng mạng xã hội thì họ ít có am hiểu hơn là những cái bạn trẻ vì vậy khi em giao video thì cái lượt xem nó hơi thấp và cái kênh youtube của em là em cũng chia sẻ chuyên dành cho những cô chú anh chị lớn tuổi vì vậy mỗi khi em làm video thì em nói rất kỹ em chia sẻ rất kỹ và hầu như một cái tình huống mà em lặp đi lặp lại nhiều lần bởi vì em hiểu được cái tâm lý của những người lớn tuổi bởi vậy mình chia sẻ rất kỹ thì khi em chia sẻ kỹ như vậy thì cũng có một số cái bạn trẻ cũng có một số anh chị trẻ tuổi họ không thích bởi vì em nói chuyện hơi dài dòng á Tính em thì nó kỹ vì vậy mấy anh chị cũng thông cảm giùm em tại vì à, à, cái kênh à, youtube á, thì à, có người này người kia người kia người nọ không ai giống ai hết vì vậy em à, chia sẻ làm sao thì mấy anh chị hiểu và mấy anh chị khắc phục được cho cái mai của mấy anh chị tốt là em mừng rồi em vui rồi rồi thì bây giờ em à, kiếm một vài cái lá mai nó bị cháy để em à, cho mấy anh chị coi cái lá mai nó bị cháy là như thế nào ha thì những người chơi mai chuyên nghiệp thì họ biết cháy lá là như thế nào rồi còn đối với những cái những cái anh chị hoặc là những cái bạn mà mới vào chơi mai thì họ không có biết trái lá là như thế nào vì vậy em phải kiếm cái lá mai nó bị cháy để em cho mấy anh chị coi đây cũng là cái lá mai nó bị cháy nè. nè Trái lá nè rồi dĩ sắc tháng thư nữa nè, trái bị lá nè, thấy không? Khô lá nè. nè. Mà em á thì cái bộ lá nó rất tốt, mấy anh chị. Em mỗi một cây như thế này em kiếm vòng 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 cho được con lá một. Cái này là mấy anh chị biết lá này là nó bị bệnh nè. Trái lá nữa nè thì tổng quan một cái cây mai của mình á mà nó có một hai lá như thế này là quá là bình thường chứng tỏ cây mai mình bình thường không có vấn đề gì cả mà cái quan trọng ở đây á, là cây mai mấy anh chị coi thử coi trên cái bộ tàn bộ lá nó cháy nhiều không nếu mà nó cháy nhiều là nó có cái vấn đề rồi cây mai của mấy anh chị nó không có phát triển á nó sình lên sẹp xuống á thì chứng tỏ là nó có vấn đề còn cái này mấy anh chị thấy là nó tươi tốt hết trơn thấy không một cây như vậy em đi vòng 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 kiếm nó giờ được có một lá hai lá thôi nó tươi tốt hoàn toàn hết Mà sao cũng vậy Thì mấy anh chị Mấy anh chị quan sát ở ngoài đó đó Cái lô mai đó là cái lô mai trong thùng Em trồng trong C11, C12, rồi C13 Em chắc trong này nè Em chắc trong này nè Rồi em mới gom lại Em mới giờ ra ngoài đó để em đem vào trong mát đó, đó em ngồi em, em quấn dây em chỉnh sửa cho nó em tu bổ lại còn bên này thì em làm cỏ cho nó sạch sẽ hết rồi em làm cái mặt đằng cái mặt bằng của đất nè cho nó bằng phẳng lại rồi em mới sắp cho nó bài bản lại rồi em rảnh thì em sẽ xịt cỏ rồi em làm cỏ cái tớp mai ngoài sau này anh chị thấy nó phát triển rất tươi tốt không thì uh, nguyên cái cụm mai ngoài sau này em đã tưới nắm chi cô đặt mai ngày hôm kia và ngày hôm qua em đã tưới chi Chico đặc ma cho cái nguyên cái tận cái cầm mai ngoài sau này hết rồi vào wow, ngoài trước đó luôn còn chiều nay em sẽ ra video uh, xử lý uh, uh, xử lý chất trồng nấm cô đặc ma cầm mai bên này cho mấy anh chị xem thì uh, có mình một em chăm sóc á mấy anh chị vì vậy em làm uh, chia ra hai ba ngày làm là em làm xong cái tớp này rồi quen nghe em buông qua da cái em nhảy và em làm cái chuyện khác nó rất là nhiều công việc để mà làm vì vậy nó nó hơi chậm trễ tại vì của mình một làm là không có nổi mấy anh chị rất là nhiều luôn mà sao á rồi mình coi lại cây mai nào mà mình đã nhánh nó đã phát triển rồi nè như cây mai này nè thì mình quấn dây mình tạo dáng cho nó cho nó đẹp ngay từ lúc ban đầu này luôn thì nữa em sẽ ra video chia sẻ sau về cái vấn đề này còn lô mai trồng thùng này nè mấy anh chị thấy bữa nay em cắt bông cắt trái bỏ rồi bữa nay nó đang ra lá non rất là tươi tốt nè cái lô mai trồng thùng này em cũng đã bón qua cho nó cử phân rồi em cũng vừa xử lý lắm chi cô đặt ma ngày hôm qua ngày hôm kia mấy anh chị bông đẹp đẹp không nè không đây là những cái nụ non mà nó cho bông như thế này nè này nó muốn tàn rồi bông đẹp đẹp không à thì cái lô này nè em đăng lên bán đó một cây là ba trăm giữ không bao ship bên chị muốn em bao ship là một cây 400 đó mua cặp là 700 em bao ship từ từ em rảnh rồi em sẽ đăng lên giao lưu cùng các anh chị Bây giờ còn khoảng mấy chục cây nữa hết rồi à, Còn mấy chục cây nữa hết rồi Có nhiều nữa là hết rồi đó mấy anh chị em vào trong mát này em chia sẻ ha Nãy giờ đứng ngoài đó nắng quá gắt chịu không nổi Thì uh, trên tay các anh chị đang xem là trái lá mai là như thế này nè mấy anh chị Cái này là trái đầu đọt của lá nè còn nhầm cây nó cháy lá thì nó có cái biểu hiện là cháy theo cái diền của lá mai á. Ta gọi là cháy bị lá là như vậy. Thì cháy lá nó có nhiều cái nguyên nhân lắm anh chị. Nhưng mà nguyên nhân thường hay gặp anh chị nào mà ở thành phố, ở thành thị. Cái nguồn nước của anh chị tưới là cái nguồn nước máy hoặc là cái nguồn nước giếng á thì hai cái nguồn nước này nó thường hay làm cho cây mai mến chị nó bị cháy lá như thế này nếu như cái giếng nước của minh chị mà tưới á, mà nó nhiễm mặn nhiễm phèn quá nặng thì mến chị trồng 10 cây nó đều suy si hết 10 cây không bao giờ nó phát triển và từ từ nó chết luôn thì uh, chị muốn tối ưu muốn xử lý cái nguồn nước mình để tưới vào cây mai mình cho nó tối ưu hơn nó tươi tốt hơn thì mấy chị phải bơm cái nguồn nước mình đi ra ngoài cái thùng phi là trong một cái bể chứa nào đó Tùy theo cái may của mấy anh chị trồng nhiều ít. Nếu như mấy anh chị trồng nhiều Thì làm cái bể chứa cho nó lớn ra Hoặc là mua cái thùng phi Cho nó lớn ra để mình chứa nước nhiều vào đó Mình tưới cho nó Nó, nó lâu á Thì à, xử lý nguồn nước á Thì có nhiều cách để mà xử lý Nhưng mà cái cách tối ưu nhất á, Nên xử lý bằng voi Thì à, voi Nó có chức vụ là hạ phèn trong nước À, cải tạo cái nguồn nước ổn định cái nguồn nước thì à, cái liều lượng để mà mình xử lý nguồn nước á, thì anh chị mua vôi về nhà xem trong hướng dẫn rồi tính ra cái lượng nước anh chị chứa rồi anh chị uh, cải tạo nó ha thì nó sẽ mang lại cái tối ưu nhất nó hạn chế cái tình trạng bị cháy lá như thế này còn cái nguồn nước máy á, thì mình cũng nên xử lý giống như là mình xử lý cái nguồn nước giếng như nãy giờ em nói ha cũng xử lý như vậy thì nói về góc độ á, là cái nguồn nước máy á, nó dễ chịu hơn là cái nguồn nước giếng nha cái nguồn nước giếng nếu như cái giếng nước anh chị mà tưới á, mà nó nhiễm phèn nhiễm mặn quá nặng thì như mấy nãy em nói đó 10 cây mấy anh chị trồng là nó bị suy hết 10 không bao giờ nó phát triển và từ từ nó sẽ chết cây luôn vì vậy hai nguồn nước này mấy anh chị xử lý giống như nãy giờ em nói là nó sẽ tối ưu nhưng mà mình trồng cây mai á mấy anh chị là cái tuổi thọ nó rất là cao vì vậy mình mình muốn xử lý nó thì mình cũng phải tính tới cái đường dài của cây mai. Có nghĩa là mình ít có lạm dụng voi để mình tưới cho cây mai mình để cho cái tuổi thọ cây mai mình nó cao hơn. Thì ví dụ như là trong voi nó hướng dẫn mình là 10 gram cho 10 lít nước mình tưới là ngon lành đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sử dụng cái đường dài mình lấy 5 gram cho 10 lít nước mình tưới thôi tại vì mình tưới hàng ngày hoài mà mình tưới từ năm này sang năm nọ mà cho nên mình ít có lạm dụng uh, vôi lại để uh, cho cây mai mình nó có tuổi thọ cao hơn là như vậy thôi thì uh, bất cứ cái gì nó cũng vậy nó cũng uh, đều có cái hai mặt trọng hết trơn hết anh chị ha nhưng mà mình vì cái hoàn cảnh mà mình tưới nước máy và nó giếng nên bắt buộc mình phải xử lý như vậy để cho nó tối ưu hơn rồi cái nguyên nhân thứ hai mà bị uh, cháy lá, cháy bị lá như thế này là do mấy anh chị bón phân và phun thuốc nó dư liều. Thì mấy anh chị nên suy nghĩ lại cái nguyên nhân này để lần sau mình bón phân và phun thuốc cho nó đúng liều lại thì nó sẽ không còn cháy bị lá như thế này ha. Rồi cái nguyên nhân thứ ba là do mấy anh chị không phun thuốc phòng bệnh phòng ngừa trước đó. Có nghĩa là mình phun thuốc phòng bệnh thì một tuần lễ là 7 ngày đó hoặc 10 ngày hoặc 15 ngày mình phải phun thuốc phòng bệnh phòng ngừa một lần để tránh đi cái tình trạng cháy bị lá như thế này còn ở dưới chất trồng trong chậu mai á, thì mỗi một tháng như vậy mình phải tưới cốc 85 hoặc là đi Romandron, hoặc là xử lý chất trồng bằng cách à, nắm chi đặc ma thì nó cũng phòng được cái tình trạng cháy lá như thế này thì em nói nãy giờ như vậy thì mấy anh chị hiểu rồi. Mấy anh chị xem qua video của em coi mấy anh chị rơi vào trường hợp nào rồi mấy anh chị khắc phục thì nó sẽ tối ưu. Em nói ví dụ bây giờ cái nguồn nước tưới của mấy anh chị là cái nguồn nước sông, nguồn nước phù sa, tưới đã tốt rồi. Mình tưới lúc nào nó cũng tốt hết. Mà bây giờ tại sao một hai cây mai của mình nó bị cháy lá như thế này? Thì bây giờ mình nhớ lại coi mình bốn phân phun thuốc gì trước đó mà nó bị cháy như thế này. Thông thường mắc phải cái sai lầm nhiều nhất là nhiều anh chị cộng cộng nhiều cái loại thuốc lại với nhau để mà phun cho một lần phun thì tình huống này dễ làm cho lá mai của mấy anh chị nó bị cháy lắm nha. Ví dụ như bốn cái loại thuốc Astra, Juno, cốc 85 và đó thai bốn thằng đó em cộng lại thì được, em phun rất là ok. Còn những cái loại thuốc khác mấy anh chị không nắm rõ về nó mà mấy anh chị cộng lại á dễ làm cho lá mai mấy anh chị nó bị cháy. Vì vậy mấy anh chị suy nghĩ lại cho mình phun thuốc gì mình cộng cái thằng gì lại với nhau rồi lần sau mình đừng có cộng như vậy nữa thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả còn cái trường hợp thông thường ví dụ như tổng quan một cây mai lá xanh tốt như thế này mà chờ trên một cái bộ lá nó chỉ trái một hai lá giống như nãy giờ em bẻ đó thì trường hợp này là bình thường thôi do nắng gắt quá hoặc là trời rông ró đồ nè nó 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 quơ cái lá mai nó làm cho lá mai của mình nó bị cháy lá hoặc là úa cái màu lá thôi Vì vậy trường hợp này mình gặp nó Mình lặt bỏ một hai lá đó Để cho cái bộ tàn cái mai mình nó đẹp Còn mình để thì nó mắc cái thẩm mỹ Của bộ tàn cái mai Muốn nghĩa là một con sâu làm sâu nổi canh á Rồi rồi Thì à, em chia sẻ như vậy Mấy anh chị cũng à, hiểu rồi ha à, Mấy anh chị xem không hiểu khúc nào đó Xả tới xả lui Rồi à, nghe kỹ từng cái lời em nói Rồi à, coi, Và suy nghĩ thử coi Em nói có vậy có đúng không Nếu mà đúng thì Em like anh chị nào mà chưa đăng ký bấm đăng ký ha Được rồi video này em tạm ngưng tại đây em anh chị chiều nay em sẽ ra video để em xử lý chắc chồng cho cái cầm mai bên này khu mai bên này để cho mấy anh chị xem anh chị nào quan tâm tới vấn đề đó thì chừng nữa nhớ đón xem ha Được rồi em chào các anh chị nha